Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ cánh diều. Bài 24 đó là bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ tiếp theo. Chúng ta có bài tập số 1 như sau. Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy? Như vậy muốn biết là Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy thì chúng ta sẽ lấy số chiếc thuyền giấy mà Mai gấp được này, chúng ta cộng thêm 5. Bởi vì là Toàn gấp nhiều hơn Mai là 5 chiếc. Vậy chúng ta sẽ lấy số thuyền mà Mai gấp cộng thêm 5 thì sẽ ra được số thuyền mà Toàn đã gấp. Vậy phép toán ở đây sẽ là 7 cộng 5 bằng 12. Đáp số 12 chiếc thuyền giấy. Xong bài tập số 1, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Xong bài tập số 2 như sau. Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm. Sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu cm? Như vậy, muốn biết sợi dây màu đỏ dài bao nhiêu cm thì chúng ta sẽ lấy cái độ dài của sợi dây lụa màu xanh kèm cộng thêm 20 cm, đúng không? Bởi vì là sợi dây lụa màu đỏ này dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Như vậy, chúng ta sẽ lấy độ dài của dây lụa màu xanh kèm cộng thêm 20 thì sẽ ra được là cái độ dài của sợi dây lụa màu đỏ. Như vậy, sợi dây lụa màu đỏ dài số cm là, các bạn sẽ có phép toán là 35 cộng thêm 20. Kết quả của ta sẽ bằng 55 cm. Đáp số 55 cm. Tiếp theo sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau, ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có mấy quyển sách? Như vậy, muốn biết ngăn thứ hai có mấy quyển sách thì chúng ta sẽ lấy số quyển sách của ngăn 1 kem trừ đi 4 thì sẽ ra được số quyển sách ngăn 2, bởi vì ngăn 2 ở đây ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Như vậy, phép toán ở đây sẽ là lấy 9 trừ đi 4 bằng 5. Đáp số là 5 quyển sách. Chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Sang bài 4 này. Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Như vậy, ở đây là bài toán ít hơn, đúng không nào? Như vậy thì muốn biết là năm nay Dũng bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ lấy số tuổi của anh Nam kem trừ đi cái số tuổi mà Dũng ít hơn thì sẽ ra được số tuổi của Dũng. Vậy chúng ta sẽ có phép toán là lấy 16 trừ đi 9. 16 trừ đi 9 thì sẽ bằng 7. Như vậy, năm nay Dũng có số tuổi là bằng 7 tuổi. Đáp số 7 tuổi. Như thế cô và các em đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 24, bài 24 trang 39 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video mới thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.